Thời gian gần đây, dư luận bàn tán xôn xao trước việc một số ca sĩ như Mira Trần, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Việt Hương từng biểu diễn tại sân khấu có cắm những lá cờ không phù hợp ở hải ngoại. Những hình ảnh này ngay khi vừa lan truyền đã tạo ra sự bức xúc trong cộng đồng mạng. Trong các đăng tải riêng rẽ trên trang Facebook cá nhân cùng ngày 23 tháng 8, tốt tiên, Phan Đinh Tùng, Việt Hương tự đưa ra những lời xin lỗi đến khán giả Việt Nam vì đã xuất hiện trên những sân khấu không phù hợp khi đi lưu diễn phục vụ cộng đồng người việt ở nước ngoài cụ thể cư dân mạng đã đào lại các video cũ của nghệ sĩ việt hương trong số đó cộng đồng mạng phát hiện nghệ sĩ này từng nhiều lần đứng trên sân khấu với những khẩu hiệu nhạy cảm và có sự xuất hiện hình ảnh của lá cờ nhạy cảm đáng nói trong nội dung của tiết mục biểu diễn có cả những câu thoại gây tranh cãi như việt nam đi dễ khó về khi đi trai tráng khi về bung beo điều này càng khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc sau đó, nghệ sĩ Việt Hương viết tâm thư trải lòng về những hình ảnh cô tham gia chương trình ngắn diễn ra hơn 10 năm trước lan truyền gần đây. Cô nhận trách nhiệm trong quá khứ là vì thiếu tỉ mỉ, không tinh tế. Cô khẳng định bản thân luôn ý thức và rất tự hào thực hiện trách nhiệm của một công dân Việt Nam với sự giúp đỡ của các ban ngành và chính quyền địa phương. Cô đã có cơ hội đóng góp sức mình trong các hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Với bài học từ quá khứ và tinh thần cầu tiến, lắng nghe để sửa sai từ chỗ chưa đúng, Tôi sẽ luôn giữ ý thức trách nhiệm về hình ảnh bản thân trong hiện tại và mãi về sau. Trong giai đoạn hiện tại, tôi xin chủ động làm việc với cơ quan có thẩm quyền để nhận trách nhiệm và thực thi quyết định của các cơ quan. Tôi cảm ơn khán giả và chân thành xin lỗi vì những thông tin này làm phiền mọi người. Nữ nghệ sĩ bọc Bạch gần đây, việc hương thu hút truyền thông với vai diễn bà lệ trong phim kinh dị Ma Gia, phim hiện gặt hái doanh thu hơn 87 tỷ đồng và vẫn đang thu hút khán giả tại rạp. Mở đầu cho bài viết xin lỗi của mình, Ca sĩ Tốc Tiên cho biết cô là một ca sĩ Việt Nam từng học tập và trình diễn ở hải ngoại từ 15 năm trước, bản thân không tránh khỏi việc vô tình xuất hiện trên một vài sân khấu không phù hợp do không tìm hiểu kỹ và thiếu quan sát khi trình diễn. Hôm nay tiên biên thư này xin phép được tự mình lên tiếng trước với quý khán giả, cô chia sẻ: "Tiên xin chân thành nhận lỗi về những sai sót trong quá khứ. Thời điểm đó, hơn 10 năm trước, tiên vẫn còn là một người trẻ thiếu kinh nghiệm và chưa đủ cẩn trọng trong việc lựa chọn sân khấu biểu diễn." tiên xin chân thành nhận lỗi vì đã không tìm hiểu kỹ lưỡng và thiếu sự quan sát cần thiết dẫn đến việc tham gia một số sự kiện không phù hợp đây chắc chắn là một bài học không thể quên trong cuộc đời và sự nghiệp của tiên cô nói tiên khẳng định là một ca sĩ nhưng trước hết là một công dân việt nam tóc tiên luôn tự hào về quê hương dân tộc của mình và luôn ý thức thượng tôn pháp luật trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật từ bé tiên đã được dạy dỗ về sự hy sinh của cha ông ta để đất nước có được sự thống nhất yên bình và phát triển như hiện tại nên chắc chắn tiên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với các tổ chức chống phá quê hương mình. Sự tham gia của tiên vào các sự kiện đó chỉ đơn thuần là những màn trình diễn phục vụ nghệ thuật cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, với các bài hát hoàn toàn về tình yêu đôi lứa. Trở về Việt Nam từ 2014 đến nay là tròn một thập kỷ, tiên vẫn luôn cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật nước nhà nói riêng và công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc lẫn các hoạt động xã hội nói chung. Tiên cũng luôn cẩn trọng khi lựa chọn xuất hiện tại các show diễn giải trí ở hải ngoại để tránh lặp lại sai sót. Từ đó, Tóc Tiên mong nhận được sự thấu hiểu và tha thứ từ quý khán giả trước những phiền muộn không hay. Một lần nữa, Tóc Tiên xin chân thành xin lỗi và cảm ơn Tóc Tiên viết. Theo ca sĩ Phan Đình Tùng, từ hôm qua đến nay anh biết được khán giả đã thấy được một số hình ảnh của anh đi lưu diễn phục vụ văn nghệ cho kiều bào ở nước ngoài. Ca sĩ này hiểu những phản ứng của cộng đồng liên quan đến những hình ảnh này. Phan Đình Tùng cho biết, Xin chân thành lắng nghe và nhận lỗi vì đã để xảy ra những sự việc như trên. Bên cạnh đó, ca sĩ này muốn được chia sẻ thêm về suy nghĩ của mình, để mọi có thể thấu hiểu và cảm, đồng thời, cũng là để cho ca sĩ này có thể có cơ hội sửa sai từ bài học đắt giá này. Tùng tham gia vào các show diễn là để được phục vụ khán giả của mình, vì vậy, khi đến bất kỳ nơi biểu diễn nào thì Tùng chỉ tập trung vào việc trình diễn, hát để phục vụ khán giả mà không để ý đến những điều gì, sự việc gì xảy ra ngoài khán giả của mình. Tùng xin nhận lỗi vì đã không tìm hiểu thật chi tiết nơi tổ chức sự kiện và cũng đã không quan sát thật kỹ lưỡng nên đã vô tình trình diễn trên một vài sân khấu không phù hợp, ca sĩ Phan Đinh Tùng viết. Phan Đinh Tùng cũng khẳng định, mình người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, ca sĩ này cũng rất tự hào vì mình là con dân của Việt Nam nên đã thể hiện niềm tự hào đó qua nhạc phẩm hào khí Việt Nam. Ca sĩ này cho biết thêm, thật lòng, mỗi lần hát ca khúc này trong lòng lại trào dân tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về khí phách kiên cường, bất khuất của người Việt Nam. Phan Thi Phương Tùng, nghệ danh là Phan Đinh Tùng, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh, anh là một nam ca sĩ kim nhạc sĩ. Phan Đinh Tùng cũng là ca sĩ có nhiều kỷ niệm và là một thần tượng của thế hệ 8X, 9X. Anh nổi lên từ đầu những năm 2000, khi dòng nhạc thị trường bắt đầu được ưa chuộng tại Việt Nam. Ca sĩ này cũng có nhiều bài hát ấn tượng như Bởi vì anh yêu em, khúc hát mừng sinh nhật, cảm bẫy tình yêu cụ thể mạng xã hội lan truyền đoạn clip biểu diễn của ca sĩ phạm khánh hưng tại mỹ trong clip hình ảnh phạm khánh hưng xuất hiện lá cờ là cư dân mạng cũng phát hiện ra người đứng chung sân khấu với phạm khánh hưng là một gương mặt luôn có những lời nói phát ngôn nhạy cảm về chính trị trước ý kiến của công chúng phạm khánh hưng nhanh chóng lên tiếng hình ảnh mà mọi người thấy là lúc hưng trình diễn tại một sân khấu thuộc tiểu bang virginia vào ngày lễ hội hoa anh đào hàng năm đây là một chương trình nhãn hàng mời nghệ sĩ đến hát để khối động không khí Hưng là người tham gia biểu diễn văn nghệ và duy nhất chỉ với tư cách đó. Trong quá trình biểu diễn, cũng có những khán giả lên xin chụp ảnh, giao lưu và song ca cùng Hưng với tư cách là fan hâm mộ nên Hưng cũng không thể từ chối. Tất cả bài hát mà Hưng thể hiện trong chương trình này đều về tình yêu đôi lứa, ca sĩ Phạm Khánh Hưng cho biết, Phạm Khánh Hưng khẳng định bản thân là người Việt Nam và luôn tự hào về dòng máu của mình. Vì vậy Hưng chưa bao giờ có hành động hay phát ngôn đi ngược lại với chủ trương Đảng, của đất nước ta. Nếu có vấn đề gì khiến mọi người hiểu lầm, Hưng xin được cúi đầu nhận lỗi và mong mọi người yêu thương, hiểu rõ tâm tư của mình. Qua sự việc này, Hưng cũng thấy mình còn sơ sót và chủ quan trong nhiều khâu, Hưng xin nghiêm túc rút kinh nghiệm để không bị rơi vào những tình huống tương tự một lần nữa. Hưng cảm ơn sự yêu thương, quan tâm của mọi người và chân thành xin lỗi, ca sĩ Phạm Khánh Hưng phân trần. Ca sĩ Phạm Khánh Hưng sinh năm 1982, là hiện tượng âm nhạc giai đoạn đầu thập niên 2000, anh được đông đảo khán giả yêu mến qua loạt hit. Vì sao thế? Người ra đi vì đâu? Đến không cần phải hứa đâu em, thật lòng xin lỗi em. Sau giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, năm 2008, Phạm Khánh Hưng vỡ nợ do biến động kinh tế toàn cầu, năm 2009, anh sang Mỹ định cư. Phan Đình Tùng và Phạm Khánh Hưng đang là một trong những anh tài tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn trong gai 2024. Với độ hot của chương trình, những gì liên quan gắn liền với các anh tài đều thu hút sự chú ý. Vì vậy, hình ảnh của các ca sĩ này biểu diễn tại Mỹ có phần nhạy cảm và bị cư dân mạng đồng loạt phản ứng. Đây không phải lần đầu tiên các nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn và bị những người dùng mạng xã hội phẫn nộ khi thấy họ xuất hiện bên hình ảnh lá cờ nhạy cảm. Trước đó hôm ngày 15 tháng 8, ca sĩ Miran Trần cũng đưa ra lời giải thích trên trang cá nhân về việc tham gia vào những chương trình không phù hợp trong quá khứ và cuối mình xin lỗi khán giả vì sai sót của mình. Mira Trần cũng khẳng định cô không có tư tưởng chống phá, gây hại đến an ninh quốc gia và chưa bao giờ có hành động hay phát ngôn nhằm mục đích không tốt. Vợ chồng nghệ sĩ Siết Quốc Nghiệp và ca sĩ Ocean Ngọc Mai, hồi tháng 5 đã bị cộng đồng mạng chỉ ra sự xuất hiện của họ với cơ lạ khi đang lưu diễn ở Mỹ trong một video clip, sau đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào cuộc xác minh thông tin. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào tháng trước bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu là khi biểu diễn tại live show Ngày Em thấp Sao Trời.